Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Những ngày gần đây thì mạng xã hội vô cùng xôn xao trước câu chuyện một cô dâu ở miền Tây sau khi kết hôn được 4 ngày thì đã bỏ đi, mang theo 2 lượng vàng mà nhà chồng cho. Chú rể và gia đình sau khi tìm kiếm không được thì đã đăng lên mạng xã hội để mong cô dâu bỏ đi sớm quay về. Ngày 7 tháng 5, trao đổi với phóng viên, chị TL, em gái của chú rể cho biết, qua mai mối thì gia đình tôi có đến nhà họ chơi mấy lần, anh P và chị T đồng ý nên gia đình đã tổ chức đám cưới. Ngờ đâu sự vụ như vậy, hiện anh P bị sốc và buồn, không chịu tiếp xúc với ai. Theo đơn gia đình chú rể gửi cơ quan chức năng, thì chiều ngày 5 tháng 5, cô dâu xin phép mẹ chồng đi uống nước với bạn. Sau đó thì hàng xóm thấy biểu hiện lạ nên đến cho hay con dâu họ đã bỏ nhà đi. Sau khi gia đình đi tìm và kiểm tra thì phát hiện cô dâu đã cầm theo toàn bộ 2 lượng vàng mà nhà chồng đã cho. Theo chị L, hôm đám hỏi, gia đình có cho cô dâu 12 chỉ vàng 18K, đến ngày cưới thì cho thêm 8 chỉ vàng 24K. Sau khi cô dâu bỏ đi, gia đình chị có đến nhà thông gia để tìm, nhưng nhận được câu trả lời là chị T không về nhà, nên cả hai gia đình đã đến công an xã Nguyễn Việt Khái và công an thị trấn Cái Nước để trình báo. Thông tin thêm về sự việc, em gái của chú rể cho biết, sau khi chị T bỏ nhà đi, gia đình tôi có gọi điện nhưng chị ấy không bắt máy. Khi vụ việc được đăng lên Facebook thì chị ấy có nhắn tin cho anh tôi. Lúc này thì anh tôi đi làm, bỏ điện thoại ở nhà nên tôi trả lời tin nhắn và năn nỉ chị quay về. Chuyện vàng bạc gia đình bỏ qua hết, hai vợ chồng làm lại từ đầu, nhưng chị ấy không đồng ý. Chị L cũng cho biết, chính chị là người đã đăng lên mạng xã hội. Và khi mạng xã hội xôn xao thì cô dâu tên T mới gọi điện thoại cho gia đình chồng, thắc mắc là tại sao đăng chị lên mạng xã hội. Chuyện vòng vàng xem như cho mượn, từ từ làm ăn rồi chị sẽ trả lại. Chị L kể, chị ấy còn gọi điện thoại về cho mẹ tôi, nói là khi đi uống nước sợi dây chuyền bị đứt. Mẹ tôi hỏi là tại sao không gọi mọi người đến tìm, chị ấy nói có còn đâu cho mẹ tìm. Mẹ tôi cũng khuyên chị ấy quay về, hai người nói qua nói lại một hồi, mẹ tôi có nói con làm như vậy là lừa đảo thì chị dâu tôi cúp máy. Ngoài ra thì người nhà chú rể cũng chia sẻ, chú rể có kể lại là đêm hôm trước khi bỏ đi, cô dâu có hỏi xin chồng 10 triệu để đi chữa sẹo trên mặt, nhưng chú rể trả lời rằng từ từ sẽ cho. Đáng chú ý là trước và sau đám cưới, gia đình có nhắc đi làm giấy đăng ký kết hôn, nhưng chị Tên nói là mình không có chứng minh nhân dân nên chưa làm được. Những thông tin tiếp theo về sự việc này thì sẽ liên tục được cập nhật trong bản tin của SNews. Đừng quên like và subscribe SNews nhé.